thật hay dối trá, mà sao nơi đâu cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sông vẫn yêu vẫn yêu người xa. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị xuất phát từ Hoàng Long Thịnh Số đi. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã trong thời gian qua đã ủng hộ những sản phẩm bên công ty Hoàng Long chúng em. Rồi xin mời tất cả các bạn và anh em cùng theo bước chân anh em tôi để trải nghiệm bộ dàn karaoke lắp buổi chiều ngày nay tại nhà anh Nhật ở tại Thịnh Đáng Thái Nguyên. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đợi chút xíu nữa, đây anh Nhật đang ra đón anh em tôi đi dẫn vào đi vào nhà đây ở tại Thịnh Đáng thành phố Thái Nguyên đây. Rồi các bạn đợi vài phút nữa sẽ được thưởng thức chất âm ở tại căn phòng ở nhà anh nhá. Đây anh đang đi xe máy trước à. Đấy, biển 20M7-7833 này. Chắc là nó chỉ mình đi vòng kia vòng ngược lại đúng không? Rồi chào các bạn nhá. Đây nhà anh Nhật đây. Nhà to lắm. Đấy anh em tôi bắt đầu đùi xe lên này. Rồi em chào anh nhá. Ôi nhà to thế. Thôi không cần đâu. À, rồi xin chào tất cả các bạn và anh em nhá. Anh em tôi bốc lên nhà xong bây giờ dỡ hàng xuống đây. Đây là loa lời này. Đây sút 560 này. Đây đây loa lời đây này. Súp 560 này, DX2 này. Đấy. Đây. Mic 321 bờ đồ. X23 bờ đồ này. Rồi, mời các bạn anh em đợi chút xíu nữa thưởng thức chất âm tại căn phòng nhà anh Nhật nhé. Vì anh muốn xin lòng đã không suy nghĩ rằng em.
vì anh không xin lòng đang đâu suy nghĩ giờ.